Ok đi mọi người nhé, nãy giờ là mình ra ngoài mình kiếm đồ chơi mới rồi kiếm thêm vài cái đồ nữa bỏ lên neo ha. Đó. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người làm món ngắn với làm những cái món mỏng như thế này để khi các bạn đắp nó không bị hở ha, hay là bị khó. Ở với là những trường hợp mà cái tay nó lạnh quá thì mình phải xử lý như thế nào. Đó, trước khi vô cái like thì mọi người giúp bạn là share cái video này nha, thành tựu mọi người rất là nhiều. À, bây giờ nó sẽ rửa sơ sơ cho nó rau khi cổ nha, rửa cho nó sạch, à, cho sạch sẽ hết. Bên này như vậy, rửa rau khi cổ. Okay. Sau khi mình rửa xong rồi mình sẽ bò thêm một lần nữa nó sạch. Thường thường ví dụ như các bạn nào mà có những cái ví dụ như skin nó sát quá và muốn rót lên nó còn đi cái rửa này nè, à, thì hôm nay là ngày cuối tuần ha, thì Alex cũng like sớm. Nói chung like sớm là chủ yếu là có cái video cho khách hàng, rồi những bạn làm busy quá có thể chiều hoặc tối coi lại cũng được nha. Ở chiều này thì mình busy quá nên mình like sớm, nên mình biết cái giờ thì ai cũng đang đi làm neo, không có tham ngồi coi giống như là những buổi tối này kia. À, nhưng mà like thì Alex vẫn các bạn có thể lưu lại hoặc các bạn có thể share trong cái cá nhân của mình đó để khi còn lên các bạn coi cho nó dễ nha. À. Rồi bây giờ snack ngon nó lại sử dụng cái số 37 và cái số Color Pink, nó trong hai cái màu này, hai cái màu rất là tươi. Rồi Alex sẽ dùng thêm vài cái design nữa, thì Alex sẽ gắn thêm vài cái hoa rồi cái lá này. Chung là mùa này đang đúng mùa nên Alex sẽ làm theo mùa, qua mùa kia thì làm theo một cái khác. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái size số 1 vào, để số 1 vào nó sạch sẽ. Số 1 vào cái này như vậy không. À, sau khi xong rồi mình sẽ đắp cái số 1, đắp cái màu lên thử nha, để mình coi cái màu baby blue nó có đẹp không. Hai Trần Tú Hinh nha, hai hai mọi người. Rồi mình dùng cái clip của hiệu Chanel luôn nha. À, trước khi mình đắp mình sẽ bỏ vô cái màu và mình sẽ đắp đầu tiên là mình sẽ đắp thử là cái màu baby blue. À, coi thử cái bột nó bị chảy không, nó bị không. Thấy không, cái bột này bỏ lên 1, 2, 3 còn thấy không, rất là đẹp, rất là đẹp. Tay ví dụ xong than gặp những cái trường hợp bột chảy á, các bạn có để gì đó lâu xíu nha, có nhiều cái tay nó lạnh lắm thì mình phải control nó là bột nó sẽ chảy tùm lum. Mình lấy ra bên kia như vậy. Rồi now on là mình sẽ móc xuống mỏng xuống, cái này mỏng là mỏng mỏng xuống. Rồi. Màu baby blue là màu số 37 nha, cái màu rất là nhiều khách hàng thích. Đấy, và rất là nhiều khách họ rất là thích. Rồi sau đó mình sẽ bỏ thêm một xíu clear lên nữa, một màu lên nữa ở trên. Tại cái bột này nó tương đương nó hơi bị cái tay nó hơi lạnh nên là phải bỏ thêm một lớp nữa cho nó có đủ độ dày và độ đẹp, nó tương đương. Rồi. Rồi thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ sát vô nữa là ok. Rồi.
very very smooth con heo. Rồi sau đó mình sẽ mình đánh cái nữa là xong. Đó, thì can you turn off the light for me please? Turn off the light. Turn off the. Rồi các bạn thấy không, khi xong rồi bây giờ qua cái này á thì hai Billy Nguyễn nha, Billy Nguyễn nha. Cái này I'll teach you guys how to do with the ombre. Ha. Cái nail này tuy nó ngắn nhưng mà nó rất là dễ thương. Mình phải đợi buộc cái chính nha, nó burn cái mình bỏ lên. 1 2 3. Không, mình lấy ra từ từ, các bạn thấy không? Lấy ra từ này. Tự động nó sẽ tạo một cái độ cong ở giữa. Đó, cái bột rất là dẻo. Đó, cọ không có dính bột nha, các bạn thấy không? Mình không lấy bột thêm, mình không lấy nước thêm nè, mình chỉ vuốt ra thôi. Và con này bây giờ bột nó đã rất là nằm một chỗ. It's very easy to control, you guys see. High end knowledge, high end, high end Kevin. Yes, you right. Hi my wife. Hi my wife đây nữa. Oh your wife hả? Oh, vợ con Kevin đang coi like hả? Khổ quá. Rồi. Thấy không? À, sau khi xong mình đợi cho nó khô xí đã mà mình mới tháp vô. À, nên những cái trường hợp mà các bạn lắp bột á, vì có những cái bàn tay rất là lạnh đúng không, cái khí hậu rất là lạnh trong tiệm của mình, thì ví dụ nhất bây giờ là gần vào mùa đông rồi nè, cái mùa đông là cái mùa rất là lạnh, nên các bạn nhớ khi có lắp bột á, các bạn phải lấy hơ đèn nha, phải hơ vô cái bàn để cho cái bột nó warm, và khi các bạn làm á, nó rất là đẹp. Mình vuốt ra, còn thấy không, vuốt ra rất là đều. À, rất là đều. Bên kia cũng vậy. Thấy không? À, sau đó các bạn nhớ nha, cái trường hợp bột lạnh như thế này các bạn không có đắp, các bạn đợi cho nó khô, các bạn đắp ngón khác, và các bạn quay lại các bạn kéo ombre thì nó sẽ đẹp hơn. Còn nếu nó đang ướt vậy mà các bạn bỏ cái bột mousse lên, các bạn kéo một cái là nó sẽ bị dịch cái màu theo, thì nó không có còn đẹp nữa, nên lưu ý nha. Rồi cái ngón này thì Alex sẽ kéo ombre ngược lại. Ông lên ngược lại là gì? Là lại sẽ bỏ cái pin lên trước rồi sau đó lại bỏ cái mặt lên nha. À, hẹn gặp mọi người nha, tuần sau nữa là gặp mọi người ở lớp Chicago nha. À, nhưng bạn nào mà chưa đăng ký nhanh tay ha, lớp ở Chicago. Rồi sau khi xong rồi mình sẽ giữ xuống nhẹ nhàng, còn thấy không, rất là nhẹ nhàng. Bên kia cũng vậy. À, còn thấy không, cái nó khô xí đã. Đó, tháp vô nhẹ nhàng. À, đợi xí nên đợi cho bột nó chín xí đã, rồi sau đó mình vuốt này ha, thì cái bột mình nó sẽ không bao giờ bị chảy hay bị dịch ha. Nhẹ nhàng xuống, rất là dẻo, rất là đẹp. Kiến vậy, kiến vậy. À, còn theo kéo xuống. Rồi mình thấy không, cái xếp ra rất là đẹp. Và khi mọi người nhớ mà làm móng square, cái này Alex chỉ cho mọi người cái mẹo nha, các bạn phải làm cho cái tip nó ốm nhiều xí thì khi các bạn đắp ra nó sẽ đẹp hơn nha. Rồi bây giờ Alex sẽ bỏ một rút lên kéo cho mọi người xem thử nha. Lấy cái màu nút nha, mình sẽ bỏ lên 1 2 3 lên 1 2 3 kéo ra. Mình kéo ra nhẹ nhàng. Màu nút rất là đẹp, các bạn thấy không? Khi mà nó khô rồi các bạn kéo ra rất là dễ. Nhưng mà khi nó còn ướt á, các bạn kéo ra sẽ bị rớt nha. Còn bạn nào ở Việt Nam, are you double bột, it's so easy, unfortunate. Nói chung cái này thì anh làm mấy cái bức đơn giản cho mọi người xem á. Tại vì cái này cũng đơn giản, tại vì có nhiều bạn nó kêu làm món ngắn á. Nhưng mà mọi người nhớ cái khác biệt khi làm ombre móng ngắn á, là các bạn phải đắp cái màu này tới 80% nha. Tại vì sao? Tại khi mà khách họ trở lại á thì nó vẫn còn cái màu để họ làm refill. Còn nếu các bạn đắp cái màu xanh hay màu này mà ví dụ móng ngắn á, mà các bạn đắp ngắn quá đó, thì khi khách trở lại refill á, nó không thấy được cái màu cũ dưới nữa mà nó chỉ thấy cái pin ở trên thôi. Nên các bạn phải lưu ý nha. À, à. Alex nói các bạn dễ hiểu không? Rất là dễ hiểu ha. Rồi sau đó các bạn sẽ bỏ một xí cái màu clear lên, crystal clear các bạn bỏ lên đây. Các bạn đánh nhẹ thôi, đánh nhẹ thôi, nhẹ như thế này, nhẹ lại để cho nó siêu lại. Rồi, thấy không?
thì nó sẽ siêu lại rất là đều và cái bàn dũa không có bị gì, bàn dũa không có bị trầy. Bên này anh dạy đây là cái design nha. Rồi cái này thì bây giờ đi cái ombre ngược lại á, thì cái màu này cái pigment nó hơi nhiều, nhưng mà bây giờ làm sao để mình kéo mà nó không bị le luôn ra, bị kéo le luôn là giống như mình kéo hay mình kéo cho nó le luôn, là con thấy không? Thì bây giờ là sẽ kéo con coi thử nha. Trước khi vô đó thì là sẽ cho cái màu này nó khô xí đã, là kéo lên cái thằng bên này. Mình sẽ bỏ cái màu con nhìn này nha. 1 2 3, mình sẽ đếm từ từ nha. 1 2 3. Em vô bút đi. Mọi người thấy chưa? Để nhà xuống. Giữ nè. Cái tay lạnh ha, cái tay lạnh giữ bột như thế này con thấy không? Đó, cái bột penchast nó rất là dẻo và cái cọ rất là good, không bị dính bột. Nên các bạn không nhất thiết phải lấy bột bao nhiêu lần, không lấy nước nhiều lần. Các bạn đắp các bạn rất là thích. Thì những ai đã xài cái cọ của Chanel các bạn biết cái độ good của nó đúng không? Thì lại không nói thành thánh gì hết, anh lại nói là độ good thì nó rất là good. Thì hy vọng các bạn xài các bạn sẽ hiểu ha. Rồi bây giờ các bạn thấy không, nó đợi một xí đã. Tại vì nếu mà mình vuốt liền á, nếu mà trường hợp tay lạnh, cái khí hậu nó quá lạnh, tại hôm nay cái trời nó hơi lạnh, tại vì nó tới 70 độ, thì các bạn phải đợi xí đã, các bạn đừng có vuốt liền. Rồi bây giờ các bạn mới vuốt này ha, các bạn mới vuốt. Thì nó bột, các bạn thấy không, bột nó sẽ không bị đi này, thấy không? Và nó có đủ cái độ chín của nó rồi thì mình vuốt ra nó rất là đẹp, nó không có bị mess up. Nhẹ nhàng. Các bạn thấy không? Bên này cũng vậy. Làm rất là từ từ nha, không có làm nhanh nha. Rồi kéo nhẹ ra. Giữ xếp có thấy không? Bây giờ rồi sau đó mình sẽ vuốt mỏng trong khi cổ ra, nhẹ nhàng nhớ, nhẹ nhàng. Bên này cũng vậy thấy không? Cái xếp bây giờ nó thẳng thẳng ra. Rồi sau đó mình sẽ quay lại cái phần này, cái phần này. Bây giờ mình sẽ kéo cái ombre cái màu này thì nó hơi khó một xí nha. And now I show you guys how to do with the ombre with the blue color, because this blue color have a lot of pigment. Cái màu blue này thì nó hơi khó xí, nó có nhiều pigment. Nên các bạn phải làm sao bỏ cho nó ướt xí này nè, bỏ một xí liều cho nó ướt đây. Cho nó ướt đây. Rồi. Vậy các bạn sẽ lấy nha, một xí thôi, đừng lấy nhiều quá nha. Xí thôi. Xí như thế này ha. Cái này hơi nhiều. Xí lại. Mọi người nhìn thấy chưa? Nhiều quá, thấy không? Cái tay nó ngắn, nó nhỏ thì mình phải lấy ít lại. Lấy nhiều quá. Nên mọi người nhớ khi mà làm ombre mà nó ngắn á, thà lấy ít đắp cho ra, nếu mà không ra thì mình fill thêm. Còn nếu mà lấy một lần nhiều quá thì nó sẽ bị gì? Nó ôm nguyên cả cái móng rồi các bạn sửa không có được nữa, các bạn phải tháo ra. Các bạn phải lưu ý nha. Thì ví dụ bây giờ Alex lấy một xí này. Alex làm ví dụ đi, một xí như thế này, xí hơn nữa đi. Một xí thôi. Mình bỏ lên nha, mình đếm 1 2 3, mình bỏ lên. Rồi. Bỏ lên, thấy không, còn thấy không, bỏ một xí lên xong rồi lỡ mà còn cũng muốn thêm xí nó cũng ok. Nhớ nha, những bạn nào mà làm ombre hay bị mất sấp ngắn á, thì đây là cái mẹo để chia sẻ cho các bạn nào hay làm bị nhiều nhất đó. Thì sau đó mình sẽ lấy cái cọ mình đập nhẹ vô, nhẹ vô, điều tay ra lại bên kia như vậy, nhẹ vô đó. Rồi bây giờ ví dụ như các bạn muốn bỏ thêm xí cũng sao này, là sẽ hướng dẫn cách apply cho này. Mình lấy thêm một xí nữa khi mình tán này, mình tán là tán như thế nào, bỏ một xí này, mình bỏ thì mình tán cho là mình tán cho nó nhuyễn rồi đã, nó chảy từ lưa đã, xong rồi mình mới vuốt xuống. Mọi người thấy không? Đó, vậy là xong. Nhớ khi gặp những trường hợp màu nhiều pigment, rồi sau đó các bạn sẽ bỏ một xí clear lên. Xí clear lên. Đó, clear lên. Còn thấy không? Thì cái màu nó sẽ dịu ra và nó sẽ đều hơn. Với thứ hai nữa là cái shape mình không có bị cồ nha. Bị gồ ghề. Rồi. Còn thấy không? Khi nó khô là nó ra rất là đẹp, thấy không? Rồi tiếp tục qua bên ngón bên này như vậy. Now, bây giờ qua cái ngón này á, thì có một cái là cái móng nó hơi bự hai bên. Nhưng mà sometimes có nhiều bạn đắp á, thì nó bị hụt đi. Thì khi các bạn làm vậy là chỉ cho cái mẹo, các bạn làm cho cái cọ nó bự ra xí, cái cọ cho nó bè ra xí.
Bắt đầu các bạn lấy cái bột lên, các bạn nhìn nha. Mình sẽ bỏ một xí liquid lên đây để cho nó ướt, để khi các bạn kéo cái ombre đó nó sẽ đẹp hơn. Mình đếm nhẩm nha, 1, 2, 3. Bỏ vô. Thấy không? Trong cái quá thì mình chỉnh á. Kéo là. Rồi bên kia xí nữa là xong. Đó. Xong rồi. Mình bỏ thêm củ thứ hai lên. Xí nữa. Nên mình tán lên nha, mình bỏ lên mình tán nhẹ thôi. Tán nhẹ cho sơ sơ vậy này. Rồi. Cái xuống nhẹ cái là xong. Đó, xong ôm rồi. Ha, nhớ các bạn nhớ đi step by step ha. Rồi sau đó các bạn bỏ đợi khô cho bỏ clear lên thôi. Nhưng mà nhớ nha, đừng đắp cho nó ngoài quá, các bạn đắp sao cho nó gọn và các bạn vuỗ cho nó nhanh. Rồi, now I show you guys do with key flower nha. Cái flower này màu blue. Đó, với lá. Rồi thêm cái lá màu này nha. Nói chung là mình làm thêm cho cái nail cho nó. Tại vì đây cũng gần hết mùa rồi, nói chung là gần còn tháng nữa là hết rồi. Đó, rồi khi mình làm với cái này á, thì mình phải bỏ thêm thêm mình nhớ mình phải làm màu loose thì nó mới đẹp nha. Everyone sitting from Germany. Is there everyone coming from Germany? Ok. Rồi bây giờ cái màu này nếu mà làm qua mình phải làm màu lạt nha, không được làm màu đậm. Làm màu loose để khá vậy đi. Đó, để cho cái design nail mình nó đẹp hơn. Nhưng mà nhớ phải đợi cho nó khô xíu nha, chính xíu là 1, 2, 3. Bỏ lên. Bỏ lên. Đợi xí. Bút ra. Bên kia cũng vậy. Ha. Cho cái khi cổ nó tròn, nó đẹp, đây là đẹp đã. Sau đó mình bỏ xí liquid vô. Mỏng xí khi cổ thôi. Rồi bây giờ mình có một cái khi cô đẹp rồi thì lúc đó bây giờ mình bỏ thêm sheet clear lên đấy, bỏ sheet clear lên đây rồi mình gắn với cái lá lên, lá lên gắn bên này một cái đó. Móng tay ngắn vẫn design được nha, cái quan trọng là gì, cái quan trọng là thần thái thôi. Thần thái là sao nhớ, thần thái là sao, có nghĩa là mình vẫn design được chứ phải không phải là không được. Rồi, nhớ này, mua cái ra ngoài xí cho lệch nha. Mua ngoài xí. Xong rồi bắt đầu mình bỏ xuống lên đây nè. Lấy cái tờ giấy. Mình đi ra ngoài xí. Mình lấy tờ giấy nha, mình đọc xuống này, mình bỏ xuống cái mail xuống như thế này. Xong mình cong cái nail vô. Cọ bên Đức coi bán cho anh có, cọ bên Đức hình như là có bạn bên châu Âu bán, hình như bạn đô gì đó không biết nữa, nhưng mà cỏ bên Anh hết rồi, bên Anh hết luôn rồi, bên Tài ơi. Ê, mọi người thấy không? À, rồi sẽ có các bạn coi thử nhìn này, bây giờ nó sẽ nằm vô trong một cái nail rất là gọn. À, mình chỉnh chỗ này rồi. Rồi nó sẽ nằm vô cái gọn như thế này, các bạn bỏ clear lên thì nó sẽ không bao giờ bị hết nha. Rồi and now we apply the clear. Ok, and now you can put the clear powder ha. À, lịch nói rất là chậm chạp, rất là kỹ và bỏ clear lên. Wait a little bit. 1, 2, 3. Mọi người thấy không? Thấy không? Cái nail vẫn nằm chỗ clear, crystal clear, nó rất là trong và nó không bị chảy và nó rất là dẻo. Ok, see? And now push down a little bit, very slowly. And không được tắm nail nha. Tắm nail là gì? Tắm nail là mình tắm những cái nail của người ta. Nhớ nha, không được tắm nail. Được hết nè. Mọi người thấy không? Đó. Chỉnh vô cho điều hai bên này như vậy. Rồi. Xong. Thấy không? Nó rất là trắng và không bao giờ bị hột. Đó. Ok, thank you Vivian Nguyễn nha. Thì Mother can to learn more everything. Ok, thank you nha. Thank you Vivian. Rồi, các bạn thấy không? Đó là một cái bộ nail rất là đơn giản. Và hôm nay mình làm bộ nail này mình có thể kiếm được 70-80 đồng. Đúng không? Rất là easy. Rất là easy.
và những người thợ nào cũng có thể làm được hết. Đó. Rất là dễ, quá dễ luôn. Đó. Là dễ ha. Đó thì Alex đã chia sẻ các bạn cái step by step làm như thế nào. Mấy bữa thì Alex hay làm món dài. Đó, thì hôm qua hôm kia cũng có nhiều cô gọi cho mua hàng, nhưng mà Alex chỉ cho cô làm món ngắn. Tại sao cô làm món ngắn, cô dán mà nó không có vô, dán nó không dính. Đó, thì hôm nay Alex cũng làm cái video như thế này. Đó, nói chung là Alex cũng biết là nó lặp đi lặp lại về những cái này, nhưng mà bên cạnh đó món dài món ngắn đó, cái hướng nó đi khác nhau. Ombre nó cũng vậy nữa. Ombre khi làm món dài món ngắn đó, thì phải bỏ kiểu khác thì mình không làm chung được. Tại vì món ngắn á, nếu mà mình đắp ombre, mình đắp cái màu xanh này, mình đắp có 7 phần đúng không? Mình đắp 7 phần thôi là khi nó trở lại review đúng không? Nó không có thấy nữa. À, nên hy vọng các bạn sẽ enjoy cái video này ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ở bên Đức bây giờ mấy giờ rồi Tài Văn? Bên Đức bây giờ mấy giờ rồi? Thấy không? Bên này cũng vậy. Vui nhẹ thôi. Ha. Đó, khi mà xong rồi mình đâu cần dũa đó, nói chung mình dũa sơ mình lắc qua cái này ha, bên này cái à. Nhưng mà nếu bạn nào mà có tiệm nail á, đừng bao giờ làm chuẩn quá, tại làm chuẩn quá đó, biết sao không phải cái này là chia sẻ thôi, làm chuẩn quá thì rất là khó cho những người thợ khác họ làm. Khi mà làm tiệm nail các bạn dũa vừa thôi, nếu mà các bạn đi thi á, thì các bạn dũa thẳng. Tại biết sao mình dũa thẳng quá đó, thì đến giờ mà có những người khách tới á, họ có đem tấm hình ra họ so sánh với những người thợ khác thì nó cũng khó để làm cho cái tiệm mình cùng nhau đi lên đó, nên cái đó là chia sẻ thôi. Rồi dũa vậy là ok, đừng có dũa thẳng quá. Nếu thẳng có nghĩa là sao, giống như cực kỳ thẳng hay là thẳng đó, nhưng mà mình dũa thẳng quá thì rất là khó đó. Bên này cũng vậy đó. Với thứ hai là mình không được bao giờ chỉ cho khách, mình đừng bao giờ chỉ cho khách là mày thấy tao dũa thẳng chưa, hỏi thầm mình chỉ cho cái mình nhìn cái nail của người khác thì mình nhìn cái nail này khác không. Mình đừng bao giờ chỉ vậy nha. Nếu mình chỉ vậy á thì sau này người khách vô họ biết cái nghề của mình, họ không có chịu ai làm hết á, họ chỉ đòi mình thôi. Mà lúc đó các bạn biết busy quá, mà ví dụ như dẫn 2-3 người bạn tới, lúc đó mình đâu có làm được hết 2-3 người bạn đúng không, mình làm có người thôi. Nên các bạn lưu ý nha. Cái này là Alex làm nail nhiều, Alex chia sẻ thôi, Alex muốn cho mọi người mất mong bánh thì. Và thứ hai cái tiệm nail họ có thể là ai cũng làm được hết á, như vậy thôi. Còn nếu mà mình muốn một station riêng á, mình làm riêng á, thì mình làm cái khó thì ok. Ví dụ một mình Alex muốn làm riêng tuổi, còn nếu mà đi những cái team á, là mình làm sao để cân đồng với nhau hết thì cái tiệm nó sẽ rất là thành công, kiếm rất là nhiều tiền. Rồi bên này cũng vậy. Nên khi Alex làm live vậy, Alex nói chung thì Alex vừa nói vừa giải thích, thì hy vọng những bạn nào thấy chậm quá thì kia cũng thông cảm nhé, anh chị mình rất là nhiều. Rồi khi xong rồi bên này cũng vậy, mình dũa vài cái, bên này mình đo thêm vài cái nữa. Why do you have nail hot gì? Why do you have a nail hot? Oh, the nail hot là cái gì em? Mostly Dodo khỏe không? Dodo khỏe không? Cứ vô mà ông Ray lấy tiền thì điều ha. Ông Ray gắn cái bông, gắn cái lá xong lấy cho nó dễ. Rồi dũa vài cái nữa là xong rồi, dũa dọc nha. Các bạn thấy không, dũa dọc một cái nữa là xong. Bây giờ mình sẽ dũa dọc nè, các bạn thấy không, cái nail nó vô nhìn nó rất là gọn ha. Mình bấm mạnh vô một cái. Các bạn nào ở Việt Nam không? Các bạn nào đang ở Việt Nam không? Bên này như vậy. Mọi người thấy không? Đó, xong mình dũa cái này, mình liếc cái tay kia, mình liếc cái bàn tay bên kia nữa là xong. Đó. Chứ không phải là mình dũa xong rồi mình liếc tay kia nhá. Tại vì khi mình liếc con tay kia, mình dũa xong mình liếc đó, là lúc cái tay nó, nguyên cái bàn tay nó dũa bị ngắn, bị dài quá rồi đúng không? Thì nó không có bằng len. Thì các bạn lấy một cái nail bên này, các bạn làm một cái điểm chuẩn để các bạn so sánh cho đã, sau các bạn mới dũa hết. Thì cái tay họ các bạn làm rất là nhanh đó. Nên sometimes có nhiều bạn trong tiệm á, làm tại sao rất là lâu. Có nghĩa là các bạn phải để ý những cái mẹo của những người làm đó, tại sao họ làm nhanh đó, tại vì họ làm những cái mẹo đo sao các bạn để ý những cái sắp xếp đó là các bạn làm rất là nhanh nha. Đó, bên này như vậy. Bấm mạnh vào. Rồi
không? Còn vậy các bạn thấy không, cái shape nó đang rất là straight đó. À là cái dũa như thế này thôi, dũa như thế này thôi là ok rồi, đừng có dũa chỉnh quá. Chỉnh quá là gì, có nghĩa là thẳng hay là thẳng, dũa như thế là ok rồi. Đối với khách là, đối với mình là mới có 50 60 thôi, nhưng mà đối với khách á, nhưng mà đối với khách là họ là 80 90 rồi đó. Nên mình làm như vậy là ok rồi, khi mà những người thợ khác tới họ đều làm được hết rồi đó, thấy không? Như vậy đó. Rồi bây giờ là cái dũa sơ qua cái kia cùng một cái nữa. Hai bé smile, bé smile khỏe không? Bé smile đi học tới đâu rồi? Bé smile rồi, bây giờ vô bỏ cái dũa mình chạy vô nữa là xong. À, bỏ cái dũa vô chạy nhẹ thôi. Bên kia như vậy. Rồi. Nhớ đừng có đè nha, đè nhẹ thôi. Ba là mà đè mạnh á là nó đi nguyên cả chì lẫn chài nha. Đừng có đè. À, nhớ khi mình làm kéo về cái màu này là bỏ một xí clear lên. Các bạn thấy không? Thì khi các bạn dũa nó không bị mất cái gì. Nó không bị mất cái ombre đồ đồ. Bên này cũng vậy. Rồi. Để dưới này. Thấy không? Cho nó cong dưới này các bạn thấy không? Đó, nó cong trên, cong dưới và cong trên nữa. Chưa có là chạy sơ cái thôi. Rồi, bên này cũng vậy. Kiếm tiền rất là ngon ha. Bên này như vậy cái là nữa là xong rồi. Sau đó các ta sẽ dùng cái buffer đó. Tại vì bột màu á, các bạn không nhất thiết phải dũa nhiều. Các bạn dũa nhiều á, nó sẽ bị mất sấp cái màu của mình đi. Biết tại sao? Tại vì mình không có sơn lên. Nếu mình dũa nhiều quá thì chỗ bị đậm sẫm bị lạc. Đó là cái nguyên nhân tại sao nha. Đó, chỉ cần các bạn đắp cái khiêu cổ đẹp để các bạn dũa sơ một cái thôi, các bạn buffer thôi là ok rồi đó. Tại vì mình dũa nhiều quá là hồi cái neo ra cái chỗ này nó bị đậm bị lạc ha, đó là cái nguyên nhân. Ừ. Ừ, cái này đô khoảng đô bên nó bên Đức mấy giờ rồi? Đô Đức bên Đức mấy giờ rồi? Người Nghệ An hả em? Người Nghệ An đúng không? Rồi đây một cái nữa là xong rồi. Đó. Còn thấy không, như vậy là rất là simple, rất là gọn ha. Rồi. Bây giờ là sẽ bỏ cái gì quá xa xí lấy cái gì lấy cả đĩa xí nếu mà đang vi gì buffer không. À, một bộ nail mong ông lại ngắn dễ kiếm tiền. Tại vì á, khi các bạn làm vậy á, khách nó trở lại làm review second time đúng không? Nó sẽ còn một cái màu blue như thế này để mình làm được thêm một lần nữa. Còn nếu mà mình đắp cái màu này nhiều quá, mình đắp cái màu xanh này mà ví dụ 7 phần đó, thì khi fill cái pin xuống đó, nó nhiều xuống đây. Rồi khi khách nó trở lại review mình cắt gắn bớt đúng không? Là mình không thấy cái blue nữa, còn thấy không? Khi cắt không thấy blue nữa thì cái nail nó không có đẹp nữa. Đó, nên các bạn phải trừ hao cái màu ra khi làm móng ngắn. Rồi. Bây giờ nữa thì mình sẽ dùng một cái loại đá Swarovski ha. Đây. Đó, mình sẽ gắn lên. Rồi. Rồi mình dùng thêm cái keo bánh đá. Đó. Keo bánh đá này là keo 5002 nha hộp. Rồi. Đây cái hộp này ha. Đó, cái hộp mình xài rất là lâu. 23:99 hả? Ôi trời ơi, khuya rồi, chờ này khuya rồi, chưa ngủ luôn ha, đô. Giờ nó đô còn lên mạng ha. Cái sống về đêm đúng không? Cái bỏ xí liêm cái màu này nha. Đó. Bỏ thế này thôi. Đó, như vậy thế này rất là tiết kiệm. Ở cái hộp này nha. Rồi sau đó là sẽ bỏ cái treo lên. Bỏ cái thuốc cốt treo lên. Chị thắng chị. Rồi. Sau đó mình sẽ vút mỏng rồi. Còn thấy không? Cái màu kia này rất là đẹp. Sau đó mình sẽ gắn mấy cái đá lên. Gắn đá lên.
Nhấn vô. Rồi mình gắn lại hộp trắng vô. Mình để lại xí nha. Quay cái hũ lại. Đơn giản nhưng mà mình đi theo cái thằng trắng này lên đó thì nó sẽ làm cho cái bộ neo này nó nhìn nó sang hơn và nó có một cái gì đó là cái màu nó tỉ mỉ hơn. Hồi bữa quá. Có hộp đá. Bọn này hộp đó. Rồi, thấy không? Đẩy nhẹ cho cái là xong. Rồi, xong lấy xếp có thấy không? Rồi, hãy xếp nhẹ cái này nó xong. Bỏ đèn. Lights. Một cái ly cà phê. Nhớ nha, khi mình cắn xong rồi, ví dụ những bạn nó mới vô nghề mà không ai Việt Nam 4 giờ 11 có giờ đặng thơ ơi, em bây giờ mà 4 giờ mấy là em chưa ngủ luôn hả? Em ngủ đi. Em đi ngủ sớm đi ha. Em đừng tức khuya quá, hại sắc đẹp lắm. Ngày xưa anh thức khuya như em vậy, giờ anh tàn tạ luôn rồi. Nói chung là bao nhiêu tuổi là lớn hơn chị 1 tuổi đó. Cứ vậy mà. Cái gì vậy? Rồi bây giờ mở lên, mở ra, mở đi. Nóng quá. Cũng nóng mà. Rồi. Đúng rồi. Mở để đi, nhẹ mở đi. Nha, con trên thấy tường thì nhẹ cần thôi. Trên tường. Đi xếp. Bấm đi, bấm nút đậm no. Là bấm im chút cái này xíu. Thì áo lực gắn hai hột nhỏ thôi hay không, không cần tá, không cần cao. Tương lai này để bỏ hột đây nữa nha, bỏ hai hột nhỏ nhỏ này cho dễ thương thôi. Rồi, bỏ đèn. Đẹp quá, cái màu đẹp quá. Thêm kiểu Thali nha, Thali girl. Thali li. À, 4 giờ 12 hả? Ok em. Em đi ngủ nha, đừng thức khuya quá. Hiểu không? Việt Nam mình hay nói một câu là thức khuya không ai trả lương hết. Em hay chọc người ta. Đừng có thức khuya nữa, giữ gìn sức khỏe, hiểu không? À, giờ nó qua, giờ nó họ đi ngủ rồi. Rồi bây giờ anh bỏ cái đá lên đây. Tiếp tục, mọi người thấy không, đơn giản mà nó đẹp, thấy không, không cần phải nhiều. À, bỏ cái bông lên, wow, các bạn nhìn cái bông này nó hiện lên này. À, rồi xong mình bỏ cái lia dưới này cho đẹp này. I, beautiful, I can't sleep. Cái này cũng bình thường thôi em. Cái nail cũng bình thường à. Nói chung thì anh thì anh chia sẻ những cái basic thôi. À, cái này thì nói chung cho mấy cái cô chú hay những bạn nào mà cơ bản, nói chung là anh luyện về cơ bản nhiều cho mấy người xem. Đẩy vào đây xí nữa. Rồi. Ngoài này anh bỏ thêm hột nữa nha, thấy không? Xếp vừa ít thôi. Đó, tại anh bán hột xoàn nên là anh nhìn
bán nail supply nên anh bỏ nhiều nhiều xí để cho mọi người thấy. Ok, then you switch, I forgot. Then you switch bỏ đèn, con này thấy không? Rất là dễ thương ha. Bỏ đèn. Xem một hột cuối cùng nữa nha. Rồi, cái này cho em thêm cái gì chị? Nhưng mà xong. Rồi cái này là bỏ thêm cục cũng là xong nha, bỏ còn một hột thôi, cần bỏ nhiều quá. Rồi. Đó, cứ làm by step ha. Đó, một bộ nail làm trong vòng cỡ 35 tới 40 phút xong bộ ông vây gánh đá, gánh design xong 70 đồng. Tiệm nào mà làm cao thì lấy cao một xí. Đó, còn tiệm nào mà giá thì ok thì lấy ok thôi. Nó tùy mỗi nơi ha. Nghệ thuật không nói lên được giá cả. Rồi. Rồi, sau khi xong rồi mình sẽ bỏ lên đây xong. Rồi, sau khi xong rồi mà các bạn muốn mấy cái hột này nó chắc á, các bạn đi thêm một lớp như thế này này. Nếu các bạn đi cái tay mà khéo léo mỏng á, các bạn đi thêm một lớp như này. Nhanh lên nha. Nhanh lên, đừng đi chậm quá là cái chèo nó bị dày nha. Thấy không? Đi thêm lớp nữa là cái đá không bao giờ nó tróc được hết. Và thứ hai nữa là rất là good, nó last longer. Đây là cái trường hợp rồi. Nhưng mà nhớ đừng bao giờ làm trên cái móng shop wire nha. Cái shop wire nếu mà mình làm nhiều nó sẽ bị giạt nha. Nhớ khi mình làm ombre trắng hồng hay là ombre đừng bao giờ bỏ hai lần top, nó sẽ bị vàng. Anh nhớ nha. Dễ lắm, cách nhận biết dễ lắm. Mình bỏ một cái ombre một top rồi mình bỏ lên hai top, tự nhiên mình thấy cái tay này nó sẽ vàng hơn tay này. Đó, nên các bạn làm phải lưu ý nha, đừng bao giờ bỏ hai lớp lần. Nên khi mình sơn á, mình cố gắng mình sơn sao cho nó đẹp. Rồi, như vậy là xong một bộ nail. Rồi giờ mình bỏ cái oil lên. Cái oil lên. Oil lên. Xung quanh cái da này mình bỏ mình hấp dầu, massage lại xíu rồi xong. Đây này như vậy. Sau đó mình massage sơ thôi. Hôm nay các bạn thấy Alex làm live, Alex nói có nhẹ nhàng không mọi người? Rồi bên kia cũng vậy, nhẹ thôi không. Mình bỏ cái đèn đó, mình hấp cái là cái da này nó sẽ mịn lại, nó đẹp. Và bỏ cái đèn, bây giờ mình sẽ chụp hình. Rồi xong rồi, bé lấy cho mình cái đèn, bé đèn này nè, giúp chị sơn cái tóc nó này. Cái đèn này sao em bỏ là sai, là bỏ với lấy nguyên khuôn mặt của anh đó, đưa lên. Chiếc camera, camera này. Lấy nguyên khuôn mặt anh, đừng lấy nửa cái đầu. Rồi bây giờ Alex sẽ bỏ, Alex sẽ mở cái chụp hình nha. À, lấy cho mình cái đèn nha. Màu số 37. Đô. À, vậy là xong rồi đó, thấy không? Xong rồi. Đó, xong một cái màu. Đó. Còn thấy không? Rất là đơn giản, rất là simple ha. Và rất là sang. Đó, vậy là bộ nail.
Xem kìa mọi người rất là nhiều, cho mình bỏ cái đèn xíu cho mọi người thấy rõ này. Rồi đó, mình vừa sơ sơ rồi, ok rồi. Anh em không ngủ được hả? Ok, thôi là bye bye mọi người nha. Là chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Đây coi. Một rồi. Đó. Tay chị chích đúng rồi, tay của chị chích. Bỏ vô. Bỏ đèn này. Đèn món xuống. Đèn bên này xuống. Đó, rồi. Đó. Rồi. Giữ ha. Xin bỏ cái đèn lên cái này xong. Thấy không? Đó, vậy là xong rồi ha. Rồi ví dụ mình chụp cái cách kia nữa, có cái cách này cũng hay nè. Rồi phải kia. Rồi bỏ lên. Đúng rồi, thả lỏng đúng rồi. Lên lên xíu chị. Rồi bên kia. Rồi mọi người nè. Sẵn xuống bỏ cái tay vô, bỏ con gái vô. Cái hộp bột. Cái hộp bột mình đang xài là hộp số 37 nha. 37. Rồi. Giữ xuống. Rồi, xuống xíu nữa. Đấy ha, bây giờ mình chụp, các con thấy không? Đó, vậy là xong rồi. Đó. Ok, là bye bye mọi người nha. Cái happy sao đây mọi người. Em đặng thơ em đi ngủ luôn ha. Bye em.